Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-su, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Kitô. Bà Maria, mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Hội Thánh thường gọi Thánh Giu-se là Thánh Cả, nghĩa là một vị Thánh rất lớn, đứng đầu tất cả các Thánh trong giáo hội. Tin mừng hôm nay trình bày chúng ta cái khuôn mặt của một vị Thánh ở trong đời thường, nghĩa là cuộc đời của Thánh Giu-se đã diễn ra rất giống với cuộc đời của từng người chúng ta. Bởi vì tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những thách đố khó khăn xảy đến trong cuộc đời của một con người và những phản ứng của con người ấy cho thấy cái phẩm chất mà con người ấy đã có. Tin mừng hôm nay nói thế này: trước khi mà hai ông bà về chung sống thì bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thưa đặc biệt quý ông, quý anh, nếu chúng ta yêu một người là người vợ ta sắp cưới, mà một ngày kia ta thấy bỗng dưng người yêu ta có thai, thì ta phản ứng sao ạ? Mà thấy nàng cũng chả nói gì với mình cả, chắc chắn ta sẽ điều tra xét hỏi, phải không? Hỏi cho là nhẽ. Và rất có thể là có thể nặng lời, hoặc là nhẹ lắm ấy, là xô xát rồi chia tay. Còn mạnh nữa điều tra coi thằng nào đấy. Nhưng chúng ta thấy Giu-se đã phản ứng như thế nào. Ở đây Giu-se là người chồng. Tin mừng nói là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Có lẽ đứng trước một cái tình cảnh như thế rất là khó xử. Giu-se được tin mừng gọi là người công chính đã nghĩ nhiều về Maria. Giu-se không hiểu điều gì đã xảy ra ở nơi người bạn đời của mình, bởi vì thấy rất rõ người vợ của mình đã mang thai mà không do mình. Thế thì do ai bây giờ? Giu-se không hiểu được, nối kết được với một người phụ nữ đạo hạnh như thế, với cái sự kiện đang xảy ra rõ ràng trước mắt mình. Cái khoảng cách của suy nghĩ bình thường của con người với sự kiện xảy ra là một thách đố thật là lớn. Và Giu-se đã suy đi nghĩ lại và sau cùng
vì tôn trọng người mình yêu thương cho nên không muốn tố cáo, không muốn người đó bị hại, không muốn người đó mất thanh danh. Cho nên Giuse đã chọn lựa cái cách nhẹ nhàng nhất, nhẹ nhàng chia tay một cách âm thầm và ra đi, để cho Maria được tự do đi theo con đường của mình. Bởi vì thai nhi nằm trong lòng của người vợ mình, không phải là của mình, cho nên không thể đón nhận một cái thai mà mình không biết từ đâu mà có. Vì vậy cho nên Giuse đã định tâm ra đi. Và chính chúng ta thấy trong cái căng thẳng và rất là khó hiểu này, thì Chúa đã đến can thiệp ở trong một giấc mơ. Và giấc mơ này chính là một cuộc truyền tin. Nhưng mà chúng ta để ý coi, cái cuộc truyền tin của Đức Mẹ với của Thánh Giuse hoàn toàn rất khác nhau. Cuộc truyền tin của Đức Maria diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, và có đối đáp, có hỏi và có trả lời, có thắc mắc và có giải thích. Còn cái cuộc truyền tin của Giuse lại diễn ra trong giấc mơ, trong lúc Giuse đang ngủ, và chỉ có sứ điệp một chiều từ sứ thần loan báo cho Giuse: này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Vâng, Giuse nghe giải thích trong giấc mơ và nghe loan báo về sứ mạng của chính mình: bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Và chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Giấc mơ rất ngắn và sứ điệp cũng rất ngắn. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dậy. Thưa anh chị em, nếu ai có giấc mơ lúc ta thức dậy, ta có nghĩ đó là thật không? Thật không? Ta mơ ta trúng số Việt Lốt 60 tỷ chẳng hạn, dậy thấy có thật không? Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Giuse khi tỉnh dậy thì tin mừng nói rằng ông Giuse làm như sứ thần Chúa dậy. Giấc mơ với thực tế là cái khoảng cách, và giấc mơ với lại những điều xảy ra trong thực tế vẫn là một điều mà nếu không có lòng tin, con người không thể hòa hợp được với nhau. Và chính vì thế ở đây chúng ta thấy bước chân của Giuse đang tính lìa xa người mình yêu thương để tôn trọng người ấy, tự do người ấy và thanh danh của người ấy, thì Chúa mời gọi Giuse quay trở về: đừng ngại đón bà Maria vợ ông về. Chúng ta nghĩ sao khi làm chồng nhưng mà thật ra không phải là chồng mà chỉ là bạn thanh sạch, rồi sau đó là cha nhưng mà không phải là cha, chỉ là dưỡng phụ thôi. Thế nhưng chúng ta thấy bên ngoài Giuse đã đón nhận cái điều mà mình không ngờ đã xảy ra cho cuộc đời của mình. Và kể từ lúc mà sự kiện này xảy ra thì Giuse không còn thuộc về mình. Và cũng thấy rõ ràng Maria cũng không còn thuộc về mình nữa, bởi vì từ đây người mình yêu thương đã trở thành người của Thiên Chúa. Cho nên khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dậy, nghĩa là đón Maria về làm đám cưới. Nếu mà Giuse sống thời đại này thì chúng ta cũng thấy sẽ lên giữa cung thánh nhà thờ đây, rồi cũng sẽ nắm tay với Maria để đọc lời giao ước trong bí tích hôn nhân: anh là Giuse nhận em Maria làm vợ và hứa sẽ chung thủy với em trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. À, đấy là giao ước của tình yêu. Nhưng mà giao ước ấy chúng ta thấy Giuse đã không nói lời nào cả, mà Giuse đã thực hiện cái giao ước hôn nhân ấy bằng một niềm tin. Và không chỉ là một niềm tin, mà hơn thế nữa một lòng kính trọng, bởi vì nơi Maria từ đây đã trở nên một mầu nhiệm.
không chỉ là yêu thương và tôn trọng mà thậm chí là kính trọng. Bởi vì từ đây Giuse biết rằng Maria là một mầu nhiệm. Và nơi Maria, Thiên Chúa đang thực hiện một điều gì rất cao cả. Bởi vì người con trong lòng của Maria chính là đấng cứu dân người khỏi tội lỗi, chính là đấng thiên sai, đấng mà Thiên Chúa hứa sẽ ngồi trên ngai vàng của vua David, để ngai vàng đó sẽ tồn tại đến muôn đời. Và thưa anh chị em, hành trình đức tin bắt đầu từ đây. Và chúng ta thấy tin mừng thuật lại những cuộc đi, những lần trở về của Thánh cả Giuse là cái hành trình của một niềm tin trước bao nhiêu điều bất ngờ. Khi Giuse và Maria đã chuẩn bị mọi sự ở Nazareth để chuẩn bị cho hài nhi sinh ra, thì đùng một cái chúng ta thấy gần đến ngày mà Maria sinh hạ thì một biến cố quan trọng xảy ra, đó là hoàng đế Augusto ra lệnh kiểm tra dân số và mọi người phải về quê quán của mình. Nhìn người vợ bụng mang dạ chửa giờ đây phải đi về quê Bethlehem, Giuse chắc là xót xa lắm, bởi vì không biết điều gì xảy ra trên đường. Và rồi trong cái hành trình đó, chúng ta thấy về đến Bethlehem thì không còn chỗ trọ nào cả. Vì không có quán trọ cho nên tin mừng nói hai ông bà đã sinh con ở nơi một nơi hang đá bò lừa. Đấy chính là nơi mà Giuse không thể nào nghĩ được. Một con người đã chuẩn bị tất cả mọi sự, nhưng giờ cuối thì một biến cố đến làm tan vỡ tất cả. Và Giuse đã đáp lại như thế nào? Giuse lắng nghe tiếng Chúa nói qua những biến cố ấy và hoàn toàn vâng phục đức tin. Rồi biến cố kế tiếp, như chúng ta thấy khi trẻ thơ còn đỏ hỏn, khi Maria vẫn còn chưa quay trở về được, thì một biến cố khác khủng khiếp xảy ra. Đó là sứ thần lại báo mộng một lần nữa là đem hài nhi và mẹ người đi sang Ai Cập, bởi vì Herode đang tìm cách giết trẻ Giêsu. Cái hung tin ấy, ngay giữa đêm Giuse tỉnh giấc và đưa Đức Mẹ cùng với hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập, vượt biên cấp tốc mà không biết mình sẽ đi đâu. Chúng ta thử xem tương lai bấp bênh, ở đâu, làm gì, rồi làm sao để sinh sống. Tất cả những câu hỏi đó là những thách đố của một người đang trở nên trụ cột của gia đình. Như vậy, Giuse làm lại cái hành trình đức tin của Abraham ngày xưa, đi mà không biết mình đi đâu. Chỉ biết rằng Chúa gọi lên đường theo tiếng gọi đó và vẫn cứ ra đi. Ở đó bao nhiêu lâu không biết, rồi lại một giấc mơ nữa gọi Giuse quay trở về quê. Trở về bởi vì kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Hành trình của đức tin. Hành trình kế tiếp là hành trình dâng con trong đền thờ. Hành trình này tuy đã biết rồi, nhưng chúng ta thấy trong hành trình đó đã xảy ra một lời tiên tri về hài nhi và về người vợ của mình. Đó là một lưỡi gươm sẽ thâu qua lòng bà. Rồi hài nhi đó cũng trở nên một cái cớ cho nhiều người vấp phạm. Loan báo một điều gì đó mà mơ hồ Giuse cảm thấy bất an, bất ổn cho chính người vợ của mình. Lưỡi gươm nào xuyên thấu trái tim của Maria mà lại không chạm đến con tim của Giuse? Bởi đó là người mình yêu thương hết mực. Và cái hành trình kế tiếp nữa, hành trình trở về đền thờ khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, lạc mất. Hai ông bà đi tìm con, sau 3 ngày mới thấy được Đức Giêsu. Và cái câu trả lời Đức Giêsu làm cho cả hai ông bà đều ngơ ngác. Ủa, ba mẹ tìm con để làm cái gì? Cha mẹ không biết là con phải ở nhà cha con sao? Chắc Giêsu cũng ngẫm nghĩ trong lòng, ủa, mình là cha mà Giêsu còn nói cha nào nữa đây ta? Nhưng mà chúng ta thấy tin mừng chỉ nói hai ông bà không hiểu và Giuse vẫn cứ thinh lặng. Thinh lặng để giống như Đức Maria ghi nhớ đến điều ấy để suy đi nghĩ lại trong lòng. Như vậy chúng thấy cái hành trình cuộc đời của Giuse là một hành trình đức tin.
Đức tin luôn luôn mở ra trước tiếng nói của Thiên Chúa và ngẫm nghĩ để nhận ra điều mà Thiên Chúa nói với mình và lập tức thi hành những điều đó. Đáp lại, cái hành trình đức tin ấy là một con người luôn luôn sẵn sàng phục vụ, chấp nhận bao những gian nan thử thách nguy hiểm để chu toàn gắn bó với Đức Maria và người con thần linh là Đức Giêsu. Niềm tin ấy đưa đến thái độ phục vụ. Giuse đã trở nên một người phục vụ cho công trình cứu độ, mà chúng ta thấy lời nguyện của thánh lễ hôm nay nói rằng Thánh Giuse chính là người đã cộng tác với Thiên Chúa ngay từ lúc buổi đầu của công trình cứu độ. Và rồi chúng ta thấy sau khi hoàn tất thì Giuse đã lặng lẽ ra đi từ lúc nào cũng chẳng ai biết. Ngài yêu thương Đức Mẹ, yêu thương Thánh cả Giuse đến nỗi cả những người dân làng Nazareth không hề nhận ra cái biến cố trọng đại đã xảy ra trong gia đình này. Người ta vẫn nói về Đức Giêsu là con bác thợ mộc Giuse và mẹ là bà Maria, nghĩa là cái cuộc sống của Ngài không thấy Ngài phân biệt điều gì dù Ngài chỉ là dưỡng phụ. Tình yêu người cha đối với con và người chồng đối với vợ, đó chính là sứ mạng của Giuse để nuôi dưỡng Đức Giêsu, dạy dỗ và trở nên đấng cứu thế sau này. Hẳn là khi chúng ta nhìn ngắm gương của Đức Giêsu Kitô, lời Ngài giảng dạy cũng như tất cả cái phong thái của Ngài, thì phía sau đó chính là bóng dáng của người cha đã hết lòng dạy dỗ con mình, yêu thương con mình. Cái nhân cách mạnh mẽ mà Đức Giêsu có hẳn đã học từ nơi người cha, và cái sự dịu dàng của Ngài học ở nơi người mẹ, và thái độ tìm kiếm thánh ý cha trên trời nơi Đức Giêsu hẳn là Ngài nhìn thấy gương của người cha nuôi của mình, luôn luôn tìm kiếm thánh ý của Chúa trong mọi sự, và nhất là cái sự mạnh mẽ can đảm để đối đầu với những khó khăn thử thách nguy hiểm, làm cho Đức Giêsu sống cái tinh thần ấy trong sứ mạng rao giảng tin mừng của mình khi đối diện với biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Bởi vì cái nhân cách người cha ảnh hưởng vô cùng lớn với người con của mình. Và chính vì thế chúng ta thấy ở nơi người con đó là cái quả tuyệt vời mà chính Thánh Giuse đã cùng với Đức Mẹ cộng tác để Đức Giêsu trở nên một con người, trở nên một đấng cứu thế mặc lấy xác thân nhân loại để loan báo tin mừng cho con người. Trong thánh lễ kính Thánh Giuse hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì nhìn về cuộc đời của Thánh Giuse quả là một cuộc đời không để lại chúng ta lời nói nào. Thế nhưng chính gương sống của Ngài là một lời tuyên bố mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có một lần người ta kể câu chuyện này, có một thiếu nữ nọ đi tìm mãi mà không ra cái đấng phu quân của mình, cho nên mới chạy đến Đức Mẹ để xin cầu cứu. Nói mẹ, mẹ xin mẹ ban cho con một tấm chồng đi. Rồi một ngày kia thì cái người phụ nữ ấy đã tìm được người phu quân của mình. Sau một thời gian sống thì cái người đó quay trở lại với thưa Đức Mẹ thế này: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, bởi vì mẹ đã tìm cho con một người bạn rất là tuyệt vời. Nhưng chỉ có điều này, đó là anh ấy chả bao giờ nói con cái gì cả. Ngay cả một câu anh yêu em chả chịu nói gì cả. Thế Đức Mẹ nói gì? Con ơi, anh Giuse của mẹ cũng chả bao giờ nói mẹ lời nào cả. Cái câu chuyện ấy cho chúng ta thấy rằng đây chính là con người âm thầm sống đức tin mạnh mẽ, và cái tình yêu âm thầm ấy bùng cháy nơi trái tim của Giuse, làm cho Giuse đi hết chặng đường đời của mình trong âm thầm, trong khiêm tốn, chỉ để yêu thương phục vụ trong sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho chính mình. Hôm nay chúng ta mừng bổn mạng, mừng lễ quan thầy Thánh Giuse của Giáo hội Hoàn Vũ, Giáo hội Việt Nam, của Tổng Giáo phận Hà Nội, của Giáo sứ Hoàng Nguyên và của rất nhiều người chúng ta. Ở đây có cha chủ nhiệm Giuse. Nhìn tấm gương đó, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhờ lời truyền cầu của Thánh cả Giuse, cho chúng ta củng cố một niềm tin vững chắc, bởi cái hành trình đời sống chúng ta cũng không khác gì Giuse.
Chúng ta đứng trước bao nhiêu những gian nan thử thách, bao nhiêu khó khăn, kể cả những nguy hiểm. Có khi đời chúng ta cũng lên voi xuống chó, không kém gì cái hành trình cuộc đời của Thánh cả Giuse. Thế nhưng niềm tin của Ngài mạnh mẽ đặt ở nơi Thiên Chúa, và chính trái tim của Ngài đã luôn luôn mở ra để Thiên Chúa luôn luôn đi vào từng ngóc ngách cuộc đời của mình. Để qua những lần thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện, phân định, Ngài đáp lại lời Chúa một cách hết sức mạnh mẽ. Để rồi chúng ta nhìn cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bởi vì Ngài thực sự đã trở nên một cha giáo, cùng với Đức Mẹ cũng là một chị giáo để đào tạo nên một chủng sinh Giêsu, và sau này trở nên một linh mục thượng phẩm đã dâng mình trên thập giá để tế lễ theo thánh ý của Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện cho nhau hôm nay, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được vững tin nơi hành trình đi theo Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, để chúng ta được trung tín với niềm tin của mình, để chúng ta luôn mở lòng ra phục vụ và chu toàn sứ mạng của chúng ta trong bậc sống của mình, trong đời sống gia đình, trong đời sống tu trì, để cuộc đời chúng ta khi bước chân theo con đường của thánh ý Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa thực hiện cuộc đời chúng ta trở nên một công trình tuyệt vời của Ngài, như Thiên Chúa đang làm cái điều vô cùng tuyệt vời ở nơi thánh cả Giuse, đó là trở nên một công trình vô cùng lớn, trở nên thánh cả của giáo hội chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta hôm nay, và cách đặc biệt cho tất cả quý ông, quý anh, những ai hôm nay mừng lễ quan thầy, để xin Ngài ban ơn cách đặc biệt trên chúng ta, để chúng ta được vững bước theo Đức Giêsu trên hành trình niềm tin của mình giữa lòng thế giới và xã hội hôm nay. Amen.